Khi chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây lựu đỏ Mông Tự, lựu đỏ cổ thụ nhá. Lựu đỏ cổ thụ hàng VIP, VIP siêu VIP. Cây rất là đẹp. Đây, rất nhiều bạn không biết là cây gì, em quay gần cho mọi người xem. Đây là cây lựu đỏ Mông Tự nhá, cây lựu đỏ cổ thụ. Cây này nó có hàng trăm tuổi rồi. Cây này được nhập khẩu, em nhập khẩu từ bên Mông Tự Trung Quốc về, đi qua đường chính ngạch luôn nha các bạn nhá. Cây này rất là đẹp. Cây này là cây gì? Cây này là cây lựu nha mọi người nhá. Nó giống như cái lựu ở mình, ở Việt Nam mình ấy, nhưng mà nó đặc điểm nó khác là nó là dòng lựu quả và ăn quả rất là ngon. Cái quả mà mọi người hay mua tại siêu thị nhá, nó là dòng quả ngon chứ không phải dòng quả mà dòng quả kém chất lượng đâu, mà quả nó rất là to, quả to bằng một cái nắm tay này này. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ và ăn quả thơm ngon ngọt. Đây các bạn nhìn trên xa kìa, nó đang ra một bông hoa kìa. Đấy. Cây to, hàng to như này là 16 nha anh nhá, 16 củ ạ. Hàng này nhà em bán cho khách thì là bao sống. Bao sống nha mọi người nhá, bao sống chết là đền luôn. Bao sống cho khách. Với cả cái thứ hai đó là sẽ bao quả ngon. Quả bán cho mọi người sẽ là dòng quả lựu đỏ và hạt mềm. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Các bạn nhìn trên xa xa kìa, thấy một bông hoa màu đỏ kìa. Cây này là cây nhập từ bên Trung Quốc về nhá, lựu Mông Tự nhá, nó không phải hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam thì ăn quả nó sẽ bị chát. Cái quả lựu ta của Việt Nam mình ấy, ăn quả nó vừa chua nó vừa chát. Và cái hạt nó cứng. Còn cái giống lựu này ở bên Trung Quốc thì quả nó rất là mềm, ngon. Các bạn ra ngoài chợ ấy, các bạn mua thì các bạn sẽ thấy là cái lựu ở bên ở ngoài chợ mà nhập từ bên Trung Quốc về ấy, nó rất là ngon và ngọt. Một câu rất là hay nhá, khi nào sống mới thanh toán, là ví dụ nhá, các bạn mà đi ra ngoài siêu thị, các bạn siêu thị điện máy đi, các bạn mua một cái máy giặt thì các bạn cũng phải thanh toán hết tiền cho người ta, và người ta có chế độ, có phiếu bảo hành, có chế độ bảo hành cho các bạn. Chứ làm gì có ai mà bảo là thôi anh cứ mang cái máy giặt này về giặt, nếu mà em bảo hành cho anh 6 tháng, trong 6 tháng mà hỏng thì anh không phải trả tiền đâu, đúng không? Mua hàng thì phải thanh toán tiền, nhưng làm gì có chuyện mà trồng cây mà khi nào sống mới thanh toán. Cây này là cây cực kỳ to luôn. Cái vanh gốc của nó đây, mọi người nhìn cái vanh gốc của nó nhá. Cái vanh gốc của cây này nó rơi vào khoảng tầm 90. Em thì em cầm đi một mình em ở đây ở vườn. Không có người đo vanh gốc cho. Bình thường là em đi cả bạn Tuân. Ấy thì là bạn ấy sẽ phát like và em là người đo vanh gốc cho bạn ấy. Nhưng đợt gần đây là bạn ấy ở nhà thì không có người đo vanh gốc cho cái cây như này này. Là vanh con này này là 90 rồi. Cây này là vanh con này nó khoảng 85-90 rồi. Đấy, cây rất là đẹp. Cây này nhà em có hai cam kết. Thứ nhất là cam kết với khách là quả ngon. Sau khi trồng khoảng 4 tháng, 4 đến 5 tháng là cây nó sẽ ra hoa. Ví dụ cây này này, cam kết là trồng sau khi trồng ổn định khoảng 4 đến 5 tháng nó ra hoa. Đây các bạn nhìn thấy cây này này, nó đã ra được một bông hoa rồi này. Nó cứ mọc lá, cứ lá mọc đến đâu là hoa nó sẽ ra đến đấy. Đây mầm lụ này. Hàng này nhà em đã dâm ủ và nó đã bật sống rồi, nên mọi người cứ yên tâm, đây là hàng dâm ủ chứ không phải hàng đánh thẳng. Hàng dâm ủ chứ không phải hàng đánh thẳng nhá. Giá bán thì là giá lên xe tại vườn. Giá lên xe tại vườn bởi vì hàng cây cối của em nó rất cồng kềnh, nên là tiền vận chuyển nó sẽ tùy xa hay gần. Các bác ở gần thì tiền cước nó sẽ ít, mà các bác ở xa thì tiền cước nó sẽ nhiều. Cây này là cây lựu đỏ Mông Tự cho mọi người nhá. Cây lựu đỏ Mông Tự ạ. Thì trong truyền thuyết thì rồi. Cây rất là đẹp. Cây này là banh 90 này. Cây này em thấy đẹp nhất này. Bác nào mà chốt thì chốt cây này này. Cái này em thấy tán nó to nhất, tay tán cực kỳ đều luôn. Đây này, em quay em giữ máy một lúc cho các bác ngắm này. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới nhá, bác nào đang chuẩn bị về nhà mới mà cần set up biệt thự sân vườn thì các bác có thể chốt đơn cái này. Cái này cây lựu đỏ nhá, hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Tay tán của nó rất là đều, tay tán đều và các cành tay tán phía trên nó rất là bay. Nó rất là bay, cây nó rất là mềm mại ạ. 16 củ nhá. Bác nào quan tâm thì inbox vào số điện thoại em để ở đầu kênh, số điện thoại đuôi 210 nhá. Em có 3 số điện thoại để trên đầu kênh, thì số điện thoại đuôi 210 là số điện thoại em sẽ check tin nhắn của một quả khách. Bác nào quan tâm thì cứ nhắn cho em.
Cây liệu này là vừa là cây các bác mua về rất nhiều công dụng luôn, nó vừa là cây chơi hoa khi mà vào mùa hoa liệu đỏ rực rỡ rất là đẹp, vừa là cây chơi hoa, xong là vừa là cây chơi quả. Các bạn chơi hết hoa xong thì các bạn lại chơi quả, quả nó càng chín càng to lại càng đẹp nhá, để lại chơi quả. Và cây liệu này vừa là cây phong thủy nữa, trong phong thủy cây liệu nó giúp xua đuổi những cái điều không may mắn, giúp thu tài lộc may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Cây này là phù hợp với nhất là những bác nào mà vừa mới về nhà mới, vừa mới xây nhà xong chuẩn bị về nhà mới ấy, trồng một cây liệu trước cửa nhà để xua đuổi những điều không may mắn và thu hút tài lộc nhá. Chốt em thì là có tất cả, có bao sống nhá mọi người nhá, hàng này có bao sống ạ. Đây lại là cây đẹp này, tôi cứ đẹp bán trước thì đẹp bán trước thì xấu lả lướt theo sau, cứ đẹp bán trước xấu thì là xấu thì lả lướt theo sau nhá. 16 củ là giá tại vườn ạ. Giá tại vườn nhá các bác nhá. Giá tại vườn ạ. Đây các bạn nhìn này, có bạn bảo con vừa comment đây này. Cây này này, các bạn nhìn thế này. Đấy, thấy không? Nó đang bật lên rất là nhiều mầm nhá. Hàng này em bao sống cho khách. Nhìn ý, mọi người sẽ thấy là nó không còn lá. Đấy, các bạn nhìn khi em quay gần này. Cái mầm lá bọn em vừa mới cây này vừa mới mang về ạ. Đang ra rất nhiều lá đấy ạ. Anh Thái Vũ ơi, giá 16 triệu. Giá 16 triệu là giá chưa có bao gồm cước vận chuyển nhá. Giá lên xe tại vườn. Như cây này là cây đẹp này, thêm một cây đẹp này, con này tán này cực kỳ ok, cực kỳ bay luôn. Đây con này này. Con này cành tán cực kỳ bay luôn. Một xe tải 2 tấn 4 chỉ chở được một cây này nha các bác nhá. Một xe tải 2 tấn 4 chỉ chở được một cây này thôi. Cây nó rất là to. Con này tán to thật, con này tán giữ được cái bộ tán khung tán cực kỳ to luôn. Cái cây này chủ yếu là tao đặt tao bùng đấy, một bạn chủ tịch tương lai này, mặt mèo này, có lẽ bạn ấy bây giờ thì vẫn là 14-15 tuổi thôi, đặt con mặt con mèo cái này biết là 14-15 tuổi thôi, tương lai có thể bạn ấy sẽ chủ tịch đấy, gọi là doanh nhân trẻ thành đạt đấy, nhưng mà kiểu bây giờ vẫn trẻ trâu nên nó còn phát ngôn nó chưa được chuẩn mực ấy. Để bùng được hàng nhà em Thủy rất là khó, em Thủy nói cho các bác biết là như thế nhá, bởi vì nhà em không làm giỏ hàng, nhà em không ship code, không làm giỏ hàng, mặt hàng cây cối là nhà em không làm giỏ hàng. Mua hàng phải cọc 30-50% giá trị đơn hàng thì nhà em mới ship. Thế mà để bùng được cây của nhà em nó khó lắm. Nó khó lắm. Đây ạ, cây rất là đẹp. Vanh cỏ ló. Mua hàng có phải cọc chứ. Kiếm con liệu Việt Nam như thế này giá phải trên 50 củ đúng rồi. Việt Nam lúc nào chẳng các bố Việt Nam mình mà trồng một cái liệu to này thì chém giá cao cực kỳ luôn, nhưng bên Trung thì giá rẻ, nó lúc nào giá nó rẻ hơn, phải người nào mà trong giới hoa cây cảnh thì người ta mới biết được. Em là Thủy à? Vâng ạ. Nhà để mà xây dựng được một cái kênh bán hàng lên ấy, để mà xây dựng được một kênh bán hàng lên nó mất rất nhiều công sức, nên là không có chuyện là cọc xong là bùng cả một khách, cọc xong bùng cả một khách, chỉ cần một cái phốt lên là nghỉ bán hàng luôn, là nghỉ bán hàng mãi mãi luôn. Thế làm sao có chuyện mà thu tiền cọc của khách xong là không trả hàng được. Chỉ có khách lừa mình chứ mình thì chẳng bao giờ mình đi lừa khách. Cây này rất là đẹp này, bác nào ưng thì chốt đơn cái này. Cây này tay tán cực kỳ to nhé các bạn nhá. Cây này tay tán cực kỳ to. Vanh của nó rất 70-80. Vanh 70-80 ạ. Vanh 70-80. Đấy, tán to luôn nhá. Bác nào ưng cái này, ưng cái này thì chốt đơn cho em. Liệu này tôi ăn quả rồi, quả to ruột đỏ ngon, chắc chắn quả ngon đẹp hơn liệu Việt đấy. Có một bạn bán ăn quả, bạn có một bạn ăn quả bạn comment đấy nhá. Đấy các bạn nào mà cần mua thì cứ mua đi. Giới thiệu ít mộc, hồng có hạt hay không? Cây này không phải cây hồng, cây là cây liệu nhá, liệu đỏ. Liệu đỏ mông tự nha các bạn nhá, liệu đỏ mông tự. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Con này là con đẹp này. Dòng này dòng cây cao dành cho các bạn mà trồng hạ thổ xuống dưới đất ạ. Dòng này là dòng cây cao dành phù hợp cho các bác mà trồng hạ thổ xuống dưới đất ấy. Vừa nãy em có quay cái dòng cây thấp thì là các bạn trồng chậu, còn dòng này dòng cây cao, nó không phải dòng cắt cụt. Dòng cây cao các bạn trồng hạ thổ dưới đất nó rất là bay, cây rất là đẹp. Cây này phù hợp khí hậu trong Nam. Hợp hơn là ở khí hậu mà ngoài Bắc nhá. Ngoài Bắc là chỉ trồng được mùa, nó chỉ ra quả được một mùa thôi. Và miền Nam thì hoa quả quanh năm. Bởi vì cây này đến mùa đông là nó sẽ bị rụng lá đây này. Khi mà vận chuyển cái cây này từ bên Trung về, bên Trung là mùa đông, bên Trung là nó lạnh ấy, nó rụng hết cả lá như này. Cả mùa đông ở miền Bắc là bọn em cũng bị rụng lá hết. Nhưng mà bắt đầu qua Tết cái bắt đầu nó ấm ấm lên cái là bắt đầu lá nó mới mọc lên đây này. Cây này phù hợp với cái hiệu miền Nam nhá.
Bác nào trong Nam cần trồng cái này thì inbox cho em. Giá của nó là 16 củ nha các bác nhá, 16 củ. Bạn like trên TikTok ít doanh nhân xem lắm nên không ai mua. Nói chung là gì nhở, chào em Thủy Công Chúa. Nói chung là bây giờ các bạn ấy chưa mua, sau này có thể các bạn sẽ mua. Nói chung là suy nghĩ của con người, người ta sẽ thay đổi theo thời gian mà. Đăng lên để có tương tác, để sau này các bạn chúng ta còn tìm thấy nhau, bởi vì mình bán hàng lâu dài mà. Có những bạn trên TikTok mà thì ít doanh, có thể là ít doanh nhân thành đạt hơn. Thì nhưng mà tương lai đấy, cũng là tương lai, giới trẻ tương lai cũng là doanh nhân thành đạt đấy. 3 năm nữa, 5 năm nữa chứ biết chừng các bạn ấy lại giàu hơn cả mình ấy. Bây giờ các bạn ấy giỏi lắm, trẻ giỏi lắm, làm giàu rất là nhanh. Bây giờ chưa mua, có thể là sau này sẽ mua. Có lựu Ấn Độ không bạn? Bạn user 779 ơi, cái lựu mà Ấn Độ mà các bạn ấy bán quảng cáo trên thị trường, nó chính là cái dòng lựu này nhá. Cái dòng lựu này chính là cái dòng lựu này nhá. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột đỏ. Lựu này là mình gọi là nó là lựu Mông Tự. Tại vì sao? Bởi vì mình đánh nó từ bên Mông Tự sang. Mình đánh nó từ bên Mông Tự Trung Quốc sang bên Việt Nam thì mình gọi nó là lựu Mông Tự. Nhưng cái giống này này các bạn ấy bán trên thị trường, các bạn ấy đều đặt cho nó tên là lựu cổ thụ Ấn Độ. Các bên khác người ta bán hàng cái dòng lựu này thì người ta sẽ gọi nó là lựu cổ thụ Ấn Độ. Nó chỉ là cái tên thôi các bạn nhá, nó chỉ là cái tên thôi. Mày nói phét ít thôi. Không nói phét thì làm sao mà bán được hàng. Các ông cũng phải cho tôi nói chém gió một tí chứ. Nhưng mà tôi nói toàn sự thật chứ tôi không nói phét. Cây nhà tôi thì tôi dám bảo hành cho các bạn. Thế là bán hàng là bảo hành cho các bạn, là bảo hành sống. Và cái thứ hai nữa là bao quả ngon. Bao quả ngon. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Giá mình bán là giá lên xe tại vườn, bán đúng giá. Chứ không có bán mặc cả đâu, bán mặc cả thì phải bán cây này mấy chục. Rồi. 16 triệu một cây nha các bạn nhá. 16 triệu một cây ạ. 485 bác đang xem ơi. Đấy em cứ mãi nói. 485 các bác đang xem mà mỗi bác thả cho em ít tim ít like nhỉ. Hơn 400 người xem mà có 317 mắt like nhở. Các chủ tịch tương lai ơi, mỗi bạn cho mình xin một ít. Các chủ tịch tương lai, mỗi bạn cho mình xin một ít like, một ít chia sẻ đi. Thả cho mình ít tim đi các bạn ơi. Cây này là cây lựu đỏ Mông Tự nha các bạn nhá. Lựu đỏ Mông Tự. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Lựu đỏ Mông Tự nhá. Phải đi khịa người ta mới đông người, thời gian đâu mà đi khịa, ngày nào cũng đi khịa, chỉ ăn mới khịa, không đi làm. Thì ơi cho anh xem mặt. Có ship Sài Gòn nhá. Có ship Sài Gòn ạ. Cây như to như này ship vào Sài Gòn. Cây to như này ship vào Sài Gòn là cước của nó là 4 triệu, 4 triệu một cây. Thì ship vào Sài Gòn này, cây nó to lắm, cây nó cao. Cây này cao, cây 3,5m, 4m nha các bạn nhá. 3,5m cho đến 4m thì nó không phải là cây thấp đâu. Đây các bạn nhìn này, cây nó cao như này cơ mà. Anh ơi, đứng vào cái gốc cây này cho em ơi. Đây nhá, mình cho người mẫu đứng ở gốc cây nhá. Đứng vào đằng sau gốc cây này. Đây. Các bạn thấy không? Cây này nó cao gần 4m, 4m đấy. Thì cây này nó cao 4m nha các bạn nhá. Cảm ơn bạn Hiện Miên đã chia sẻ viên này, cảm ơn bạn SBS đã chia sẻ. Ship cây này về Thường Tín nó khoảng hơn 1 triệu thôi ạ. Đây nha các bạn nhìn này, cây này nó cao 4m đây, nó không phải ít đâu. Cây cực kỳ đẹp luôn. Đây, cây to chưa? Cao cây 3,5m cho đến 4m. Nói chung là nó cao cây phải tầm 4m. 20 triệu 2 cây bao ship về Hải Phòng, trời ơi. Chị yêu, các bạn muốn mua 20 triệu 20 cây bao ship về Hải Phòng thì các bạn sang Trung Quốc các bạn tự mua, không phải cái giá này. Củi lay mà nấu bánh thì nó lại chất lượng cao quá. Đây này, hàng này nhà em bao sống nha mọi người nhá. Cây này là cây lựu đỏ Mông Tự. Lựu đỏ Mông Tự nha các bạn nhá. Lựu đỏ Mông Tự, hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Ông nào cứ gọi điện cho mình nhỉ.
Các bác chờ em lát nhá. Nghe điện thoại cái. Alo. Bước vào trong nhà hộ với. Ờ, cái nhà trắng cổng đen ấy, cứ bước vào nhà xong gửi cái tài khoản tí bắn tiền cho nhá. Nhá. Ship gọi. Ship gọi giao hàng các bạn nhá. Em phát like tiếp nhá. Đúng rồi, cây này là cây liệu từ Trung Quốc bánh sang. Canh thật hay fake vậy, canh thật nhá. Cây này trồng chậu được, vừa trồng chậu thì các bạn trồng nó vào cái chậu 1m4 hoặc 1m6 nhá. Các bạn trồng chậu thì các bạn cho nó vào cái chậu 1m4 hoặc 1m6. Cây này nhà em bao sống cho khách, phát triển cực kỳ tốt, về Việt Nam phát triển cực kỳ tốt luôn. Thì cây này không phải năm nay em mới bán mà em bán từ năm 2021, 2022 rồi. Và là sản phẩm bán chạy nhất năm 2022 luôn. Rất nhiều khách trồng nó đã cho ra quả rồi nhá các bạn nhá, chứ không phải là bây giờ mới trồng đâu. Liệu bao tiền, liệu 16 triệu anh ơi. Liệu 16 triệu ạ. Cây này đẹp này, cây này cao hơn 4 mét này. Bác nào cây này tay tán cực kỳ đều nhá. Cây này 2 tầng tán, tay tán cực kỳ đều này. Nó có 2 tầng tán nhá, vanh con này khoảng hơn 90. Vanh gốc con này này, vanh gốc con này là khoảng hơn 90 nhá. Hơn 90 nào, nó tay tán nó cực kỳ cân đấy các bạn nhìn này, nó có 4 tay tán này. Đây em quay em ngồi đây này. Thì vườn nó hơi chật. Đấy các bạn nhìn này, tay tán nó cực kỳ cân, hai bên tay tán nó rất là cân nhau nhá. Đấy là 5 thân. Nó 5 thân, tay tán cực kỳ cân, xong là bên nó lại lên trên nhá, lên trên nó lại xòe tay tán tiếp này. Lên trên lại xòe tay tán tiếp này. Đấy cây rất là đẹp. Các bạn này so sánh cái cây nhà mình với cả nước ngoài là phải huấn nha các bạn. Thì mình cũng chịu thôi, chịu thua luôn rồi. Nhờ. Để được trồng được cây này là người ta mất mấy chục năm trời đấy, chứ không phải đơn giản đâu các bạn nhá. Bao sống nhá, hàng này bao sống, hàng nhà em dâm ủ rồi mà. Hàng dâm ủ rồi, bao sống cho khách. Bao sống cho khách nha các bạn nhá. Hai cam kết với khách hàng, thứ nhất là bao sống, cái thứ hai thế là bảo hành giống. Là giống các bạn trồng xong này ra ra quả ngon, ngọt, chứ không phải giờ trồng giống vớ bẩn. Trồng mà ra quả không ngon thì các bạn mang cây lên vườn em nhận lại cây. Đấy. Bao sống cho khách. Cây này nhá, vừa là cây ăn quả. Cây này vừa là cây ăn quả, vừa là cây cảnh, vừa là cây phong thủy, vừa là cây cảnh, là nó vừa chơi hoa được nhá. Vừa là vừa chơi hoa, vừa chơi quả để đẹp. Và vừa là cây ăn quả, là chơi xong các bạn vật quả ăn bình thường, quả ăn ngon ngọt. Và cái thứ hai là cây thứ ba đó là cây phong thủy, là cây phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, sung túc đủ đầy. Đấy, nó rất là nhiều, ba công dụng tối ưu trong một luôn. Liệu già rồi lên sẽ cỗi không sống được lâu. Thế thì bạn lại nhầm rồi, dòng cây ăn quả nhá, càng cây già ăn quả nó càng ngọt, bạn hiểu chưa? Cây ăn quả nó không như dòng cây khác đâu. Tại sao có những cây hàng trăm tuổi, hàng trăm tuổi cây ăn quả nhá, những cái dòng mà mới trồng khoảng 2 năm, 3 năm, 4 năm thì làm sao quả nó ngon ngọt bằng cây già được. Càng cây già thì quả nó càng ngon và càng ngọt nữa các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Cho xem mặt đi xấu không tự tin chút lại trước vào công chúng. Mỗi bác chốt đơn một cây cho em thì để em có tiền đi trùng tu nhan sắc, rồi mấy bữa em quay mặt cho mà xem. Các bác cứ chốt đơn đi, em có tiền đi trùng tu nhan sắc mà, các bác phải xem mặt em ngay. Hàng này bao sống nha mọi người nhá, bao sống 3 tháng các khách luôn. Thôi em tắt like thôi. Tranh cãi với các bác mệt quá. Cho xem mặt mới mua. Để đợi em đi, đi spa để làm đẹp lại đã. Liệu là liệu mông tự nhập khẩu từ bên Trung Quốc qua đường chính ngạch nha các bác nhá. Nhập khẩu từ Trung Quốc qua đường chính ngạch, có giấy tờ hải quan xuất xứ đàng hoàng luôn. Ơi, cây rất là đẹp. Cao cây khoảng 3m rưỡi, 4m. Em có cây nhỏ nhá, cây nhỏ em có hàng 3 củ rưỡi. Cây nhỏ em có hàng 3 củ rưỡi nha các bác nhá.
Lựu này là lựu Ấn Độ đấy còn gì nữa. Lựu này là lựu Ấn Độ hay lựu gì bọn nó đều nhập từ bên Trung Quốc sang hết. Chẳng qua là người ta còn cho cái tên là Ấn Độ vào cho nó mỹ miều thôi. Các bạn nhá, lựu này mới là lựu Ấn Độ mà các bạn, các shop người ta quảng cáo trên thị trường nó chính là một nhá. Nó chỉ cho cái tên Ấn Độ với các thứ vào cho nó mỹ miều lên tí thôi. Cho xem cây ba củ có quả. Cây ba củ nhà em đang hoa luôn. Cây ba củ nhà em đầy hoa luôn. Bao nhiêu một cây? Hàng này 16 củ một cây nhá. 16 củ một cây. Có lựu đạn không? Thôi em xin phép em tắt like rồi. Trên cái em các bác mệt quá. Bác Võ Trung Nguyên bảo Ấn Độ khác, Trung Quốc khác, ai bảo giống. Các bác là không làm về cây, các bác không biết. Bọn em là chùm, bọn em gần như là chùm một cái khu vực này, chuyên nhập cái cây ăn quả và xuất đi cho có rất nhiều vườn. Và trên mạng người ta quảng cáo cái cây này là cây lựu đỏ Ấn Độ, nhưng mà nó đều là nhập từ Trung Quốc về hết, các bạn hiểu chưa? Không ai người ta nhập từ Ấn Độ về cho các bác đâu. Các bác phải hiểu như thế. Không làm thì không thể biết được. Thôi em xin phép em tắt đây. Em chẳng cần phải làm kèo với ai cả nhá.